Vì sao thí sinh Hoa hậu Việt Nam phải chấm mặt mộc 2 lần? Phần thi mặt mộc của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra chiều ngày 20 tháng 12. Các thí sinh đối diện với ban giám khảo gồm nhà báo Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhà thơ Trần Hữu Việt, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc Đồng phó trưởng, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Đây là lần thứ hai các thí sinh chấm thi mặt mộc với nhiều thay đổi tích cực. Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, top 35 thí sinh bước vào buổi thi mặt mộc thứ hai trước ban giám khảo. Rút kinh nghiệm từ đợt đầu, dàn thí sinh tự tin, có sự chuẩn bị tâm lý và nhận thức rõ tầm quan trọng của phần thi trong việc tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Không còn gò bó, sợ sệt, thí sinh để mặt mộc hoàn toàn, không sử dụng kem chống nắng hay son dưỡng để ban giám khảo nhìn rõ từng đường nét, cũng như sự thay đổi của 35 cô gái sau hành trình dài. Bước ra từ phòng chấm mặt mộc, thí sinh Nguyễn Thị Phương, nhung số báo danh 278, khá hài lòng với phần thi của mình. Cô có chút lo lắng nhưng cảm giác đó nhanh chóng tan đi khi trò chuyện với ban giám khảo BGK. Tôi mang tâm thế tự tin sẵn sàng trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Tôi không chuẩn bị trước mà cho rằng cảm xúc thật mới là điều quan trọng nhất, Phương Nhung cho hay. Theo thí sinh đến từ Vĩnh Phúc, đây là phần thi quan trọng, thể hiện sự tự tin của mỗi cô gái khi không chạm son phấn. Trong phòng phỏng vấn, Phương Nhung được Hoa hậu Bảo Ngọc đánh giá có sự đổi khác từ phong thái, tự tin và năng lượng hơn. Thí sinh tiết lộ thoải mái nhất khi đối diện với nhà báo Lê Xuân Sơn và nhà thơ Hữu Việt. Chặng nước rút cuộc thi, Phương Nhung cố gắng giữ gìn, cải thiện vóc dáng, làn da bằng cách bổ sung vitamin, uống nhiều nước. Trải qua ngày dài với tần suất luyện tập dày đặc, cô vẫn tranh thủ cấp ẩm để da dễ thở. Nguyễn Phương Anh số báo danh 093 nhận thấy tầm quan trọng của vòng thi mặt mộc và có chút hồi hộp. Trải qua vòng thi, cô mãn nguyện khi trải lòng hết những điều bản thân muốn thổ lộ. Thí sinh cho biết Hoa hậu Bảo Ngọc và đạo diễn Hoàng Nhật Nam là những giám khảo khá khó tính, cô sẽ chuẩn bị câu trả lời kỹ càng hơn nếu có cơ hội làm lại. Sau quá trình rèn luyện, Phan Thị Sen số báo danh 066, dạn dĩ hơn, cô tự tin trong phần thi chấm mặt mộc lần 2. Thí sinh phấn khởi nói cô cảm thấy thoải mái khi chia sẻ suy nghĩ với ban giám khảo. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc ấn tượng với làn da của dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay sau buổi chấm thi. Nghệ sĩ nhận xét một số bạn trải qua sự thay đổi thời tiết, luyện tập vất vả nhưng làn da vẫn rất đẹp. Vòng chấm mặt mộc thứ hai, nhà báo Lê Xuân Sơn, trưởng BTC, trưởng ban giám khảo nhận thấy các thí sinh tự tin hơn, họ thoải mái trò chuyện với ban giám khảo. Biểu lộ nhận thức tốt, không bị gò bó, sợ sệt như lần đầu. Lý do chấm mặt mộc hai lần. Nhà báo Lê Xuân Sơn nhận xét tất cả thí sinh tiến bộ rõ rệt so với các vòng thi trước, đồng thời chỉ ra 3 điểm chuyển biến của top 35 ngay sau buổi chấm mặt mộc và phỏng vấn. Thứ nhất, họ tiến bộ rõ rệt về mặt ngoại hình, làn da, đường nét khuôn mặt thí sinh tươi tắn hơn nhiều. Điều này thể hiện các thí sinh đã biết chăm sóc mình. Thứ hai, chế độ luyện tập trong cuộc thi giúp họ củng cố sức khỏe. Thứ ba, kỹ năng sau khi được chuyên gia tư vấn sắc đẹp, phong cách giúp các thí sinh cải thiện biểu cảm gương mặt. Ngoài ra, các chỉ số đã thay đổi, số đo 3 vòng tốt lên, cân nặng phù hợp với chỉ số chiều cao, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết. Trò chuyện với thí sinh, trưởng ban tổ chức chia sẻ các thí sinh đã tiếp nhận nhiều điều bổ ích trong cuộc thi, đặc biệt nhận thức được cách hành xử, vai trò, trách nhiệm của mình trong cuộc sống. Nhiều thí sinh nhận ra sự tiến bộ rõ rệt từ ngoại hình, kinh nghiệm đến phong cách. Giải thích về việc chấm mặt mộc hai lần, nhà báo Lê Xuân Sơn nói, đây là điều đương nhiên vì ban giám khảo và ban tổ chức muốn biết thí sinh tiến bộ ra sao. Các thí sinh bước vào hay rời khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhất định là phải có sự đổi khác. Phần thi mặt mộc giúp ban giám khảo xem mức độ tiến bộ của ai nhiều hơn, từ đó có cái nhìn chính xác và đưa ra quyết định đúng đắn. Sau nhiều phần thi, nhà báo Lê Xuân Sơn tiết lộ đã có định hình nhất định về dàn thí sinh. Còn vài ngày nữa sẽ đến đêm chung kết. Chúng tôi tiếp tục theo dõi thí sinh, đặc biệt là trong khâu luyện tập, tổng duyệt để quan sát và đưa ra quyết định cuối, nhà báo Lê Xuân Sơn bộc bạch.